Welcome back to my vlog. Xin chào mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay sẽ là một cái vlog mới tập đầu tiên. Thì trong tập này mình sẽ cùng mix-match những outfit cho mùa Giáng sinh năm nay nhá. Thực ra là mình đã muốn làm clip mix-match từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không tự tin lắm về khả năng mix của mình, nên là mình chưa có dám thử. Nhưng mà why not? Tại sao hôm nay thì mình không thử mix đồ nhỉ? Và trong clip này thì mình sẽ cố gắng tối ưu hóa tủ đồ của mình. Tức là với một item thì mình sẽ cố mix thành nhiều style khác nhau. Mình sẽ cố mix thành nhiều style khác nhau để mình vừa có thể diện được những outfit khác nhau này mà lại không tốn quá nhiều tiền. Và mình hy vọng là clip lần này thì sẽ đưa cho mọi người một vài ý tưởng mix đồ cho mùa lễ hội năm nay nhá. Alright. À mọi người ơi, mình chỉ muốn nói là bên ngoài trời đang mưa và rất âm u, nên là ánh sáng của video này hôm nay không được tốt cho lắm. Nhưng mà thôi, mong mọi người bỏ qua nha. Cùng bắt đầu thôi. Let's begin. Với bộ outfit đầu tiên này thì mình sẽ chọn phối quần jean ống rộng với chiếc sweatshirt tay bồng. Điểm nhấn chính là chiếc jacket màu xanh và thêm một chiếc mũ beret cho thêm phần cá tính và nghịch ngợm. Chỉ cần thay chiếc sweatshirt bằng một chiếc bra đen, kết hợp thêm một vài vòng cổ sắc màu thì mình đã có một bộ outfit hoàn toàn khác, mang một phong cách sexy hơn và cũng không kém phần năng động. Nếu muốn phối chiếc jacket này theo một phong cách nữ tính hơn thì sao nhỉ? Mình chọn kết hợp cùng một chiếc váy len dáng dài. Mình cũng đã thay vòng cổ bằng một chiếc choker ngọc trai và búi tóc lên. Bộ này thì trông có vẻ lớn hơn và cũng nữ tính hơn rất nhiều. Bộ outfit tiếp theo được lấy cảm hứng từ bộ phim Emily in Paris. Ở bên trong thì mình phối một chiếc bra đen kết hợp với quần jean ống rộng và bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dáng dài kết hợp cùng chiếc mũ beret màu đỏ cho thêm phần Giáng sinh. Và nếu mọi người xem bộ phim Emily in Paris thì chắc chắn đã gặp hình ảnh này ở đâu đó rồi. Và đây sẽ là bộ outfit bánh bèo nhất. Mình kết hợp một chiếc áo sơ mi bèo nhúng cộng với một chiếc chân váy cũng khá là bèo. Để cân bằng sự bánh bèo này thì mình sẽ sử dụng chiếc áo dạ vừa nãy. Mọi người có thể để cổ áo sơ mi bên trong như bình thường hoặc bẻ ra ngoài thì cũng khá là hay ho đấy. Bộ outfit này thì sẽ trông lớn và quyền lực hơn một chút. Mình sử dụng chiếc áo blazer đen và kết hợp với chiếc áo dạ vừa nãy. Đặc biệt thì mình sẽ bẻ cổ áo dạ lên một chút, trông có vẻ giống thám tử. Và đây là chiếc áo mà mình yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên và phải hốt em nó về luôn. Thì đây là một chiếc áo len ba lỗ và có phần bèo ở hai bên tay. Cách kết hợp đơn giản và an toàn nhất thì mình sẽ phối cùng một chiếc áo len body màu trắng và kết hợp cùng với quần jean ống rộng. Và chỉ cần sơ vin vào thôi là mình đã có một bộ outfit cực kỳ cute rồi. Chiếc áo len này mặc riêng thì cũng rất là xinh. Để bộ outfit không bị đơn điệu thì mình đã sử dụng khăn để làm phần thắt lưng và gập chiếc áo này lên một chút để thành áo crop top. Và trông cũng rất là đáng yêu đúng không mọi người? Mọi người có thể mặc thêm một chiếc áo khoác màu đỏ, đội thêm một chiếc mũ màu đỏ và thay chiếc áo bra đen thì bộ outfit sẽ trông như thế này. Hi, hello mọi người. Và mọi người thấy những bộ outfit vừa rồi như thế nào thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người. Và hy vọng là mọi người thích video lần này. Yeah, và hẹn gặp lại trong những video vlog tiếp theo. Và bye bye, see ya.